Để cập nhật những video mới nhất từ channel của mình thì các bạn nhớ click vào nút đăng ký và kích vào cái chuông để có thể nhận được thông báo cũng như là cập nhật những video mới nhất từ channel của mình nha. Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Minecraft và mình là MK đây. Và ngày hôm nay thì ở trong cái thế giới này các bạn đã biết là trong tập trước thì mình mua được một cái căn nhà rồi. Thì trong tập này mình sẽ làm gọi là một ngày của mình ở thế giới này thì mình sẽ làm được những cái việc gì nha các bạn. Và nếu như bạn nào thích cái video này cũng như là thích series này, đừng quên để lại cho mình một like và nhớ chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu thôi. Thì đây là ngôi nhà của mình mua ở trong tập trước. Thì nếu như bạn nào chưa xem thì có thể là mình sẽ review cho bạn xem. Nó có sân, sau, ghế, các thứ rồi. À, cái rương này thì mình để lại mấy cái đồ mà tập trước mình thu hoạch của cái ruộng của dân làng nè. Rồi bây giờ sáng sớm thì mình sẽ phải chạy qua bên cái nhà của ông Phú Hộ để mà chăn bò cho ổng. Thì để mình chạy qua bên nhà của ổng cái đã. Mình còn chưa ăn sáng gì nữa nè. Bây giờ mình sẽ đi qua nhà của ổng để cho bò ăn. Xong rồi mình sẽ phải đi ăn, thấy không? Mình phải ăn sâu con bò nữa. Mệt quá. Đây, mình đi vô đây để coi thử coi. Để vô phải nói ổng cái đã. Nói ổng mình làm việc đó. Ông ơi, ông ơi, tới con tới làm việc nha ông. Bây giờ con phải làm gì đây? Làm việc hả? Đúng rồi. Ok, thì bây giờ ngươi ấy, bây giờ ngươi ra ngoài kia cho mấy con bò ăn với lại gặt lúa các thứ. Dạ rồi. Rồi ta sẽ đưa tiền cho ngươi. Rồi, dạ. Trời ơi, mình sẽ phải gặt lúa. Ồ, chết rồi, mình phải game mất 0 chứ, để game mất 1. Đây, mình sẽ lấy lúa. Rồi thả mấy con bò ra cho nó ăn. Hay. À, mình đói bụng quá. Nhưng mà mình phải thả mấy con bò ra đã, cho nó đi ra ngoài nó ăn cỏ cái đã. Đi ra đây. Đi ra đây. Tụi mày ra đây. Ra đây. Ơ. Mấy con này nó không chịu ra. Đi ra đây, đúng rồi, đi ra đây. Đấy, hai con này cho nó ăn nè, đó, để tiếp tục đi ra, đẩy từng con bò ra, đẩy ra, đi ra đây, đi ra đây, đi ra, để mình mở cửa cho tụi nó ra cái đã. Ui, đi. Rồi cứ để tạm tụi nó ở đây đi, rồi mình cất cái này vô đây. Ôi, sao mà đói bụng quá, chắc là mình phải đi ra chợ để mua bánh mì ăn quá, nhưng mà không có tiền. Đi, để mình vô mình gặp ông cái ông Phú Hộ này cái đã. Mình kêu ổng cho mình ứng ít tiền. Tập trước thì ổng đã trả tiền cho mình rồi, thì mình mua được căn nhà rồi. Còn bây giờ mình mua hết tiền luôn, không có đồ ăn. Bây giờ mình sẽ... Ông ơi, ông ơi, ông ui, con cho bò ăn rồi ông ơi. Ê, okay, bây giờ ông cho con ứng ít tiền để con ra chợ con mua đồ ăn đi ông, con đói bụng quá. Cho bao nhiêu? Khoảng 2 đồng thôi ông, 2 đồng là đủ rồi. Thôi 1 đồng đi, 2 đồng nhiều quá. Thôi 1 đồng cũng được, 1 ổ bánh mì cũng được. Trời ơi. 1 đồng nhé. Ừ, một đồng. Dạ rồi, con cảm ơn ông, con cảm ơn ông. Đói bụng quá, chạy ra chợ mua bánh mì. Đói bụng quá. Đói bụng quá. Chạy ra, lê. Ui, đói bụng quá. Đâu rồi ta? Mấy bánh mì đâu tôi? Bánh mì sữa đặc. Ê! Ngon. Ủa? 5.050 ổ. Sao cái skin gì nhìn lạ lạ vậy? Con gì vậy? Con là con. Con gì vậy? Cái mặt tao đâu không biết à. Cái lỗ tai nè, rồi con mắt nè, rồi cái lỗ mũi, rồi cái lưỡi nè, mày không biết tao là con gì hả? Con gì vậy? Con chó phải không? Con mèo. Ê! Con mèo à? Con mèo bán bánh mì hả? Con mèo bán bánh mì. Bán cho tôi 1 ổ bánh mì được không con mèo? Nay ta sẽ bán cho mày 1 ổ bánh mì. Yeah. Ồ, căng vậy. Còn hack rap nữa. Đây, tiền đây. Đó, tiền đó. Một đồng vậy. Chứ bao nhiêu? Bao nhiêu 1 ổ bánh mì? 50 ngàn. 50 ngàn vậy là còn 49 ngàn nữa. 50 ổ. 50 ngàn. 50 ngàn, 50 ổ. Chào vậy. Mấy sĩ thôi, hiểu không? À, dạ. Cảm ơn chú mèo. À. Khi mà... Cái gì vậy? Tâm sĩ răng hả? Cái này tâm sỉ răng phải không? Cái tuyệt vời. Xương chó, ăn đi. Xương xương này tâm sỉ răng. Bây giờ mình sẽ ăn cái ổ bánh mì này các bạn ơi. Bánh mì đặc ruột. Thơm. Ủa?
Ủa chị bị sao vậy chị? Cậu bé cứu tôi. Ủa sao vậy chị, bị sao mà chị ho quá vậy? Tự nhiên mấy hôm nay tôi bị đau đầu á, bây giờ tôi còn đang đói nữa. Chị bị đau đầu hả? Đau nè. Tôi bị bỏ đói tầm 2-3 ngày rồi. Ủa gì? Chắc chị bị đi lạc đúng không? Nếu chị bị vậy á, đau đầu á, 2-3 ngày chẳng hết nữa. Vậy là thôi chị ăn ổ bánh mì của em đi. Đó bánh mì em mới mua á. Rồi. Thôi em đừng làm vậy trời, em chưa ăn mà. Thôi không sao đâu. Chị 2-3 ngày chưa ăn rồi, em mới có 1 ngày chưa ăn à. Em vẫn còn chịu được. Chị ăn đi. Ok cảm ơn lòng tốt em đó. Chị có cần em dẫn chị về nhà không? Không phải cần đâu, bây giờ chị thấy khỏe hơn tí rồi, thôi cảm ơn nhóc nhá. Dạ. Bye bye chị nha, bye bye. Rồi luôn, cái ổ bánh mì lên đường luôn à các bạn ơi. Thôi mình thu hoạch đỡ cái ruộng của tụi dân làng cũng được. Phải mình thu hoạch tạm cái ruộng này đi. Mình lấy đồ này mình ăn cũng được. Rồi, mình phải trồng lại cho dân làng nữa nè. Trời ơi. Ui, trồng lại bên này là khoai tây. Vậy là bây giờ mình sẽ phải quay về lại nhà của ông bá hộ rồi. Trời ơi, mình không có gì ăn hết. Bây giờ mình sẽ quay về nhà con bá hộ để cho mấy con bò nó vô chuồng. Rồi sau đó mình sẽ kết thúc công việc ở nhà của ổng và đi dạo quanh. Ui trời, sắp tối rồi kìa, chiều luôn rồi đó. Bây giờ mình sẽ phải dẫn cái mấy con bò vô lại, công việc nhàm chán các bạn à. Cứ cho nó ăn rồi dẫn nó vô. Ê mấy con bò đi vô lại nè, đi vô chuồng lại. Đi vô đây. Trời ơi, cho nó ăn rồi nó đẻ ra một đống này. Đi vô lẹ lên, trời sắp tối rồi, tao còn về nhà nữa. Vô đi, tụi mày đi vô chuồng đi, để tao còn về nhà nữa, tao không muốn ở đây nữa đâu. Tao không muốn ở nhà ông bá hộ đâu. Ui ui. Đi vô. Vô đi, vô chuồng đi, đúng rồi. Vô chuồng bò đi, vô chuồng đi. Đúng rồi, bò vô chuồng đi. Rồi, bên này, ở đây. Trời ơi, vô nhanh đi. Vô đi. Vô. Đi vô, đúng rồi. Chuồng này nó nhiều bò quá rồi. Mình đóng lại, đi qua chuồng này. Trời ơi, không kịp rồi, trời sắp tối rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ vô gặp ông bá hộ cái đã. Mình dẫn bò của ổng vô được rồi. Ôi, mệt quá. Mấy con bò lại làm mệt quá. Ông ơi. Ông ơi. Con đã dẫn bò vô lại chuồng rồi nha ông. Hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngày hôm nay. Ông cho con xin tiền công còn lại đi. 19 đồng ông ơi. 9 đồng hả? Lúc nãy con ứng 1 đồng rồi, thì giờ 19 đồng, nữa là 20 đồng một ngày. Tiền công ông giao cho con đó. Nhanh đi ông ơi, ừ, trời tối, 19 đồng ông ơi. Được. Ok. Cẩn thận vậy là tốt ông à. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Ok xong rồi. Ủa, con mới có 18 đồng ông ơi. Con thiếu 1 đồng. 19 rồi mà. Thì ông mới 18 mà. Trời ơi, trời ơi, ông giàu mà ông keo quá. Rồi con cảm ơn ông, con về đây. Ơi trời tối rồi. Chạy lẹ. Ê. Trời ơi, không kịp đi làm, không kịp đi chơi, đi bời gì hết. Ơi, bây giờ mình sẽ phải chạy qua đây. Thôi bây giờ mình sẽ phải chạy đi thôi. Ơi. Không có thời gian đi dạo luôn á, bây giờ buổi tối mới đi dạo được nè. Ồ đây là cái gì vậy? À, cái giếng thì đi dạo làm gì, bên kia chợ thì chắc giờ này cũng tàn rồi. À, gần nhà mình có ai không ta? Ồ. Gần nhà mình có hàng xóm mới hả? Không hiểu sao trông tôi đây cây nhẹ quá, giờ chặt hoài nó không hết được rồi trời. Ồ. Lão Tiều Phu. Ồ. Ông đi đâu vậy? Đi chặt cây hả? U, một mình ông chặt hết nguyên cái rừng này luôn á hả? Ồ, ông chơi cái búa gì bự vậy? Chặt vậy mới mệt lắm rồi đó, nãy sáng giờ chặt không được bao nhiêu. Rồi, đây, để cho con mượn cái búa đi, con chặt cho. Rồi,
cây búa này là thời cha ông mẹ đẻ của ta không phải cho được nên lấy cây búa đỡ đi. À cũng được, cây búa kia bự lắm, con cầm không hết đâu. Trời ơi, con cầm không nổi đâu. Rồi, bây giờ chặt hết cái rừng này chắc tới mai luôn. Sao ông chặt con luôn vậy? Chặt lộn đó mà. Trời ơi, nghĩ sao? Cây búa này chắc ta đem về ta dục luôn quá. Cây búa này thấy chặt sáng giờ chả được cây gì. Ông chặt cái gì? Cây búa đó phải là cây búa chặt cây đâu. Trời ơi, tối thui luôn nè. Thấy không? Ông có cây đuốc không? Ông có cây đuốc không? Phải dao nữa. Ông có cây đuốc không? Ông cắm lên cái tối quá ông ơi. Làm việc trong đêm này tốn sức lực lắm á ông. Đúng rồi, ông cắm đuốc lên đi. Cảm ơn ông nhiều. Tại vì ngày mai ta còn phải đi giao hàng nữa, nhưng mà bây giờ chưa chặt xong mai. Bây giờ vậy thôi, bây giờ mình chặt ở dưới trước đi. Rồi xong ngày mai chặt mấy cái hai góc ở dưới thôi. Rồi khi nào mình gieo trước, xong rồi mai mình sẽ chặt hết sau. Đấy, mai con sẽ phụ ông chặt hết sau. Đúng rồi. Ok. Đúng rồi. Mà sao tại sao trong rừng của ông lại có heo ta? Heo rừng à? Có thể cho con xin ít thịt được không? Lấy đi, cứ lấy thoải mái. Trời ơi, mấy con heo này đâu bài vô. Chắc heo hàng xóm mới cứ giết đi. Lấy được hai miếng thịt rồi nè. Heo. Biết heo của ai không? Heo của ai à? Con bá hộ á. chết rồi, sao xe heo của ổng chạy qua túc bên này vậy? Chết rồi, ngày mai mà ổng ai chăn kỳ heo, ai chăn heo kỳ thiệt á. Ngày mai mà ổng hỏi mấy con heo đâu là chết con luôn á. Trời ơi, mai lấy gỗ trừ. Gỗ của ông mà, ông có chấp nhận lấy gỗ trừ cho con không? Được, trời ơi mấy cái này. Dạ. Yeah. Tốt bụng, hàng xóm tốt bụng. Rồi. Đúng rồi, con muốn lấy gỗ trừ thì con qua con hỏi cái bà chủ của ta chứ đâu phải của ta. Cho con là được rồi đó. Nhưng mà ý kiến bà chủ sao thì ta không biết rồi. Trời ơi, ông làm gì là chết con rồi. Chết gì đâu mà chết chú ơi. Thôi chắc được rồi, vậy thôi rồi. Đây. Đâu, con đâu đó. Rồi. đây. Đây. Chẻ cái này luôn nè, đó. Trời ơi, ông cảm ơn con đi. Rồi, trời ơi, giờ tao hít cảm ơn, tao hít cho mày 5 đồng cho mày đi uống trà sữa đó. Wow, cảm ơn ông. Ông thiệt là tốt bụng luôn á. Trời ơi. Đã quá bạn ơi, mình chặt cây được. Ông đó ổng cho mình 5 đồng luôn, là ngày hôm nay mình kiếm được 24 đồng luôn nè. Ui, nhiều tiền chưa? Ui. Đại gia. Ui, về nhà. Ui. Đại gia nè. Ui, nhiều tiền chưa? Quá đã các bạn ơi. Thôi bây giờ mình làm việc cũng đã mệt rồi, thì chắc là mình sẽ phải đi ngủ thôi chứ. À quên, trước khi đi ngủ phải đi tắm. Đây, vô tắm rửa vệ sinh các thứ. Đây, đó, vệ sinh đi ngồi đi cầu. Rồi, rửa tắm rửa súc miệng các thứ. Thôi mình đi ngủ thôi. Như vậy là đã kết thúc một ngày của mình rồi đó các bạn, ở trong thế giới Minecraft. Đấy, các bạn thấy một ngày của mình như thế nào thì cứ comment cho mình biết nha. Còn bây giờ mình sẽ đi ngủ đây. Ok, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của tụi mình. Và đừng quên để lại cho tụi mình một like và chia sẻ video để ủng hộ cho tụi mình nha. Ngoài ra nhớ click đăng ký và kích vào cái chuông để cập nhật những video mới nhất và sớm nhất của tất cả các thành viên của OB Team nha các bạn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.